riền hồi vô mình nấu canh chua lẩu Thái. Trời ơi, hôm nay nó bự quá rồi. Nấu canh chua kiểu Thái. Thái thường thường người ta nấu là có riền nè, riền người xả với lại lá chanh. Cái bộ riền này là mỗi lần đi qua Vĩnh Long á, thầy gì cũng quên mất tiêu rồi, thầy gì mà bắt chín cũng không quẹ quá. Để cho đựng mới này, cái về ghim ghim trồng tới giờ là nó bự bự nè. Này bự rồi. Sâu dữ lắm, sâu thành ra là mình phải lấy con dao mình đào lên gì nè. Cái này cũng không cần nhiều, cần ít thôi, cho nó có mùi là được rồi. Đụng nó rồi nó kêu cọp cọp nè. Bự lắm á, nguyên cái bộ này bự dữ lắm. Ghiền này ăn thì nó cũng tốt nè. Cái này là nó già dữ lắm, già rồi mà. Lấy một khúc nhỏ thôi, một trắng khúc nhỏ thôi. Nó cứng ghê luôn. Đất đây nó ăn sâu quá trời luôn. Sắn đại đi. Móc nó ra cái khác nè. Hái thêm mớ lá chanh nữa. Mình lựa cái chanh nào nó non non này hái. Hồi nào giờ mày ăn canh chua kiểu Thái này chưa? Chưa. Nghe chứ chưa có ăn. Cái vị nó lạ lạ lắm. Tại vì nó có ghiền với lại với lá chanh á. Rồi giờ vô nhổ thêm mớ tép xả nữa. Mùa này hình như lắm, e nâu hình như đâu còn phải không mẹ? Hết rồi, nay nó ra hết rồi, nó già rồi. Tại vì hôm nay trời không có mưa đâu con cô bác. Thôi vậy hồi mình hái lỡ mớ lá giang đi mẹ. Tình vàng cũng còn mớ lá giang nữa, mình hái vô mình tạo cái độ chua. Như đủ rồi. Như đó được rồi mẹ, đủ thơm rồi. Rồi mình hái thêm mớ lá giang để nấu cho có độ chua. Khỏi nó me. Này nó giờ lên nó mắc cái vàng đây rồi phải tuốt đó chứ nó dướng lưới rồi, không có cách dây được. 41 mình trồng lá giang vậy nè, cái mình chắc mình cặm trà nè. Cặm trà cho nó mọc đứng lên chứ kiểu mà nó có lưới vậy nè bà con bác. Còn mình hái nó khó dữ lắm. Nó dướng mấy cái lưới, cái nó rách mấy cái lá hết trơn à. Mình không có lá me thì giờ mình nấu bằng lá giang. Chắc nè, cái là mấy chỗ này trên đây là toàn là lá già không nè. Nó mình cắt đại đi rồi mình về mình lựa. Coi nấu nhiêu được nấu, chứ để nhiều quá nó chua ăn cũng không ngon nữa. Cho nó ra cái khác. Cái vàng này như mỗi lần trồng trên dây phải không ạ? Mỗi lần cái vàng này trồng trên dây nè bà cô bác. Rồi giờ sẵn có cái vàng á, cái anh Phú mua cái lá vàng nè. Hình như này cái gốc nè. Cũng bự dữ lắm rồi. Cái này vô phân vô thuốc với lại mình cặm trà lại cho nó mọc. Rồi giờ vô cái mình anh sẵn anh cắt cái tép xả luôn nè anh. Cắt chừng tép hay tép nhỏ thôi, đủ nấu rồi. Rồi đúng rồi, rồi. Cùi cùi như chích có ăn hoài à. Rồi, rồi. Cho nó mọc cái khác. Rồi, giờ mình nhổ mớ gừng hồi pha thịt gà. Gừng này nó không thiếu đất ăn, nó nổi củ lên luôn rồi. Gừng non non vậy chứ ăn nó dẻo nè. Rồi, xin kính chào quý bà con cô bác. Rồi, xin chào quý bà con cô bác. Hôm nay Thiện Thúy nó cũng đi chợ nó mua con gà nè. Ngồi mình nấu canh chua thôi, lẩu Thái nửa con. Ngồi mình khô với gừng nửa con. Còn đây là rau mình ăn kèm. Rau cần nước. Thì rau má, cái xà lách với miếng khóm. Xả mới nhổ, lá chanh, riền, gừng. Rồi đây là lá giang. Rồi giờ mình ướp gà trước cho nó thấm, mình hồng kho. Sáng mua con gà này nó chắc thịt lắm nè cả nhà. Con gà trống nè. Con mớ thì giờ mình kho gừng, mình chấm rau, còn mớ thì mình nấu canh chua kiểu Thái. Nấu này thì về đáng lẽ phải có lá me, nhưng mà không có lá me thì mình thay thế bằng lá giang cũng được nữa. Mớ này thì giờ mẹ ướp sẵn nè, để chút xíu nữa mình kho gừng. Ướp mình để đây cho nó thấm rồi mình quay qua cái mình lặt lá giang luôn. Hồi nào giờ thấy người Thái người ta ăn canh chua theo kiểu Thái còn mình không biết ăn, bây giờ bắt đầu hôm nay mình nấu thử coi. Mình thử cho biết coi. Cái này thì nó thơm cái mùi ghiền đó mà. Thấy người ta ăn giờ mình bắt trước mình ăn thử. Không, hôm bữa con nấu ăn cũng ngon. Cái vị nó cũng thơm dữ lắm. Lâu lâu thì mình cũng đổi khẩu vị. Cắt bớt mấy cái dây nè để cho cái nó bò cái gì khác. Mấy cái lá non non này lấy hết luôn. Cắt đại đi, cái nào ăn được ăn. Chứ lại nhiều khi mình ăn không hết để tủ lạnh đó mẹ. Mình ăn không hết, nó chua dữ lắm chua.
Sáng chạy có con nào không cha? Con con. Lúc rồi bị thất thu hả? Có ít lúc rồi chứ có tôm nhiều. Bữa nữa. Ủa ngày xưa cha có đi học đờn không? Học mà sao thì quên hết trơn. Giờ đờn được chứ có mấy bài vậy thôi hả? Mấy chục năm quên hết. Mà tối ngày có đâu mà không đâu. Hồi xưa thì cha cũng có đi học thời gian nhưng mà cũng không có học xuyên suốt á. Nếu mà xuyên suốt là giờ theo mà đi đám nhạc lễ cũng được nữa. Nhưng mà con cái là chỉ đánh biết đánh biết đờn một hai bài thôi. Bây giờ mình nhúng lửa mình nấu canh. Ngồi mình đôi đem bếp đen mình nấu kho gà luôn. Bây giờ mình phi tỏi vô cho nó thơm. Mình để xả, để khóm vô lá chanh vô. Rồi mình để gà vô mình xào lên cho nó thơm. Chuối thì sao nó cũng trổ buồn lại nữa rồi nè. Đây là chú sim. Chuối này thì trái nó bự dữ lắm. Mẹ, cái bữa cơm hôm nay á, thì cũng được sự tài trợ của cô chú Thâm ở bên Mỹ á. Ừ. Cô chú cũng gửi về cho gia đình mình một ít tiền nè. Ừ. Cái cô chú cũng dặn là mua đồ về cái mình nấu kiểu Thái giống như vậy nè. Ừ. Đó là chút xíu mời cô chú ăn cơm. Vậy em cũng cảm ơn anh chị đã có tấm lòng giúp đỡ cho gia đình. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cho nó sôi vô. Ở nhà thì lúc nào cũng có ấm sôi sẵn vậy nè. Lúc nào cũng có nóng ở trên bếp á. Để mình nấu canh hay gì cho nó mau. Cô chú thì cũng có gửi hai bên gia đình luôn á mẹ. Bên đây xong rồi vài bữa nữa cái có thời gian cái chạy về bển làm bữa cơm cho cô chú coi. Cảm ơn anh chị quá. Bởi cô chú thương từng bữa cơm luôn. Rồi giờ mình cho gia vị vô, muối, đường, bột ngọt mình cho vô đây hết lượt luôn. Rồi cái bếp bên đây thì mình nấu canh, còn bên kia thì mình kho gà luôn. Tại vì gà này gà tre cho nên là mình nấu cho nó mềm mềm chút ăn cho nó ngon. Gà tre thì người ta bán 100.000 một ký bà con cô bác. Rồi, giờ mình cho lá giang vô. Lá giang là mình nhớ giờ gì nè cả nhà. Để cho nó ra cái nước chua. Nó ra cái nước chua xong rồi bắt đầu cái mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn là được rồi. Dẻo. Mà tại vì ông nở chưa nở. Nãy chưa nở tới á. Nhưng mà này giống gì giống gạo của Sáu ha. Giống gạo ơi, gạo nở, gạo nở chứ. Tưới vô mà nước còn để chứ hồi hồi như gạo rang luôn. Cái này gạo nóng, cơm nóng chứ mình ăn cánh không có khô không. Đồ canh vô vậy à. Rồi đi cô Sáu. Thì cô Sáu, mình Sáu không lên ha. Đâu khô. Không theo hả? Đưa ngoài đó nữa. Đây cô Sáu ăn thử cái món canh chua kiểu Thái, thử ăn được không. Con nấu con ghiền của xã nè. Sáng đi chợ mua con gà cái phân nửa cái mẹ coi với lại gừng nè. Cái mình có mớ rau sống mình chấm. Còn đây là mình gà thì mình nấu kiểu Thái mà mình sẽ bỏ lá giang chứ không có bỏ lá me. Rồi mời cả nhà ăn cơm với gia đình luôn. Mời cha với mẹ mời cô Sáu ăn cơm luôn. Rồi mời cả nhà dùng cơm trưa. Mời cả nhà dùng cơm trưa. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời bác dùng cơm. Bọc rồi hôm nay làm như ấm đạm. Hôm nay mình dùng bò khô. Hôm nay gạo khô. Bò khô rồi. Gạo khô. Có bao gạo khô rồi. Đi đổ lại. Tôi dòm tôi thấy là tôi biết gạo khô tại nó gạo dẻo em thèm cả. Rồi xin chào bà con cô bác. Thì hôm nay có cô chú Thông ở bên Mỹ cũng có tài trợ cho gia đình một cái bữa cơm. Đó là sáng rồi bà xã có mua thịt gà về nấu lá giang nè. Lá giang mà nấu cái kiểu Thái của anh chị. Hay được rồi cô chú thấy cô Sáu mà xích nấu ở bên ba mẹ ruột á thì cái kiểu Thái cô chú thấy ngon quá cho nên giờ cô chú muốn xem với lại muốn dùng chung với gia đình. Thôi giờ con cũng xin mời cô chú Thông
và gia đình, với lại bà con cô bác của mình dùng cơm với gia đình của Phú nghe. Rồi, cô sao gấp được cô sao? Đây, cô chén đều gấp cho. Đó, để cô ăn cái gì? Đây, mình viên cái đồ này ha. Khô quá. Thịt nhà hả? Ừ. Khô khô. Nhìn cái hộp cơm là biết gạo của cô Sáu rồi phải không? Ôi bà lấy bao nè. Ba đồng tên á. Đâu biết không? Gà tre này cái thịt nó dẻ. Gà tre hả? Gà tre sóc. Rau gáp lên đây nha cô Sáu. Gấp đậy ra. Con ăn thịt gà con thấy có cái phần nước này nè. Nó thơm. Nè Vi ăn xà lách đi gấp đi nha. Để nó có mềm. Sáu chịu khó dối rồi sao? Để em gấp tới mà. Là để già dạ. Ăn thử cái này luôn hả? Ừ, nó ăn ra kho ăn trước đây. Nó là bố tinh chua mà lỗ thái này. Nó có gì lạ lạ. Là lạ là củ không có điền. Nó lạ lạ. Cho cô Sáu chị ăn thử đó thử coi. Chúc anh. Gà nhỏ nhỏ này chặt vừa ăn. Nấu cho nó mềm dễ ăn. Trời ơi, không mua hầm quá trời hầm luôn. Ừ, hầm quá. Dài 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 ngon quá. Tôi đã ngon thôi. Còn kho còn... Ăn cái từ từ, ăn kho trước đi. Để cái mình chan canh sao. Thử một chút này coi. Cô Sáu gấp đại thịt cho cô Sáu. Ừ, gói có gấp rồi ăn kìa. Đừng có mắc cỡ nha, mắc cỡ là đổi ha. Cỡ chữ ngon. Lâu lâu có ăn đẹp thôi nữa không? Cô Sáu mới mua bao gạo 50kg nhiêu tiền? 95.000 là... 18.000 ký hả? Đổi rồi, mà bố có lấy cái bao kia nấu thử. Cô Sáu? Nó mua là hột dài kia nó mềm cơm hơn. Phải không? Ừ. Không, này tại mình cho nổi chứ nó mềm không, cái này cô ăn cũng được chứ không có khô không nè. Ăn cũng ngon. Bữa sáng không gạo khô quen thì gạo nào nó cũng nấu cùng điện chế nước nhiều lắm. Gạo khô này cũng dễ ăn, dễ ăn canh á. Rồi ăn cái món lạ lạ ăn thử ngon rồi đó. Để em ăn. Giờ mình ăn chén đầu là ăn kho đi chứ sao ăn canh chứ để chàng nhiều cái khó ăn dữ lắm. Nó thử rồi ngon quá. Còn nước thì nó quá ngon. Nó non mới mềm. Thì tái với thì mặt đụng nhau. Cô Sáu phải ngồi chung với con phải không? Đây, cô Sáu. Tái thì mặt. Ừ. Cải nè, cải nhỏ nhỏ nè, con này cái này ăn được rồi. Không? Con chấm vô. Ăn miếng gừng vô cái nó dẻo mà. Ừ, cho mẹ miếng cơm này. Ngon quá. Dạo này thì dễ ăn canh, chan đồ dễ ăn. Nó nhão, biết phải biết dễ nhão rồi. Nó có cái gì nó thù rồi, nó không nhắn nhở mấy nè. Ăn canh thử rồi sao? Ăn hết chán cơm nè. Ngon lắm. Số 1 ha. Ừ. Có gì ngộ ngộ, thấp thơm. Có riềng với lại xả lá chanh á. Ừ. Mà ra cái mùi là người mày thấy cái chai lỗ thái á. Ừ. Là gia vị nó cũng có nhiêu đó đó. Nãy hôm sau kêu ông bảo là ăn cơm mà ông đi mất tiêu. Đây con bế vô sao? Ông ở là ông ở à. Không có ăn đâu.
Hả? Không rõ rồi. Ông Sáu lúc rồi mất cỡ lắm, không có. Ông mới kêu gì nó ăn đâu, kêu mất cả nó muốn. Không ăn bánh trái là cũng không nào ăn. Mới cho mới ngồi ghế nè, chăm bệnh trà cái mới chắc cái ly với cái ra đi đi ra không tới rồi ngoài muốn mà. Giờ ông đi bệnh. Hôm qua nó mình gã nó cho nó kho nó cho. Với dưa leo xào. Mời bà con cô bác dùng cơm nha. Ông ăn các quan có chút xíu à. Cái tôi nói ông ăn cũng cá ăn mối ăn vậy ông bỏ tô ông ăn có chừng phần nửa này ông xuống ruộng. Giống hả? Thì bây giờ ngày xưa cô biết tính ổng rồi vậy rồi phải không? Giờ vậy. Thì bây giờ ha, bệnh hoạn vô nhiều khi có cái tính tự ti với cái đầu óc mình nó khác nó giống như thì đúng rồi đó. Tại vì giống như ngày xưa là ổng khỏe mạnh giờ ổng giống như ổng bị mất hết 50% vậy đó rồi mà sao nhớ ông dưỡng sáng cũng dễ ha ổng ăn dưỡng được á còn giờ là chưa thì cơm là bắt đầu là phải cỡ gương phải không thầy biết tính vậy thôi ổng không nói cài ổng cô cũng biết nói biết ông vậy rồi ông bệnh hoạn mà không bệnh hoạn mình biết tính ông vậy mình nói cãi ông đừng cãi sự cãi ông lại rồi giờ có cháu xem thử miếng thử coi canh vô đi ngon lắm ngon mà nào giờ mới ăn đầu tiên lá vàng có không nó giống ăn hả không từ nhỏ lớn mới ăn đầu tiên ăn được gì luôn á. Thì cái này mình vậy mình nấu cái kiểu Thái không? Này giống như mình nấu canh chua mình bỏ me, còn này lá me, còn này mình bỏ lá giang vậy đó. Ăn thử miếng nước rồi. Thử miếng sao, nó cũng nói thiệt luôn là hôm bữa có bắt được mấy con ếch đòn. Mua mấy con ếch á. Về cái nấu, nấu thì cái nước ăn rất là ngon. Nhưng mà cái con á thì nó không ngon không? Nó không phải nó ngon mà là nó không có trứng. Nó da với xương không à. Có miếng thịt à. Bữa tại bắt mười mấy con tưởng đâu là gì ngon ăn rồi đâu gì bỏ cái hôm trước thì nó xảy trừ. Phải chứ chung ngọt ngon quá. Chứ không đi bắt lại. Sao? Bắt lại đâu sao? Đi bắt lại có được có 5-6 con làm thử. Làm thử cái cuối cùng nấu cái nước lại ngon. À, cái bắt trước hả làm tới giờ. Cái nước nó ngon lắm mà có con nó ăn không được. Tại vì đó, nó nhỏ quá rồi xương. Nó nhỏ quá đi nó không có thịt thài chứ không. Rồi cái từ lúc đó cái bắt theo cái cái nhịp này với nó có xả nè với lại cái củ ghiền á nó thơm. Đâu biết ăn được rồi, đâu biết. Nó có sao ăn được, thử được không, có vị được không? Ngon. Giờ quốc thêm đám mưa nó mới ngon ha. Hơi chua chua ngọt ngọt. Mà nó có ghiền xả. Có thơm. Chanh nữa. Ừ, lá chanh nữa đúng rồi. Nó thơm. Mùi canh chua của mình bạn thấy khác ha. Con này nó khác. Cũng chua nhưng mà cái vị nó khác. Sao lâu mình biến thấu nhớ lạ lạ vậy mà ăn cho nó lạ miệng cứ ăn củ hoài nó cũng mấy cái này làm ăn bún cũng ngon lắm mà thì đó tập á mình nấu nữa chứ đúng rồi sáng mà biết con tính làm gì không con tính nấu lẩu rồi mua bún ăn với rau ăn vậy cũng được rồi mà thôi đi ăn cơm đi ăn cơm cái mình còn con nữa cái mình kho vậy nè mình tính rau mà gà kho gừng thì nó quen quá rồi gừng ăn lắm. Hai khoai gừng cũng ngon. Hả? Hai khoai gừng. Trời ơi, được hết nữa. Còn hai bên Thái Lan hả, họ chế biến nhiều món lạ rồi. Mà nó gì đâu mà nó bỏ gì đâu mà gần cả chục thứ gia vị á. Lá này, củ này, trái kêu nó bỏ tùm lum lên đó. Làm nó ngon chứ. Thái Lan ta ăn chua chứ không cay. Cái này bên đó nó cũng ăn nhiều hả, cái rau rác. Ăn rau có chất bột. Ăn rau nhiều lắm, ăn rau củ quả các thứ này chưa ăn nhiều lắm. Ừ. Mình thấy gấp đại là nha chứ không phải ăn canh không được. Việt Nam mình cái bộ thấy bổ ích. Thích ăn. À. Nhiều khi á nó hay chứ nhiều khi á Việt Nam. Đó là giòn biết à. Việt Nam mình hả chừng là một là một món kho, hai là món canh. Thôi chọn nhiều lắm mẹ. Ăn đại đi, ăn cho no. Lớn, lớn, ăn cho mau lớn. Ăn cho bao lớn ăn sáu cân. Mà lớn mà ẩm chứ giờ mà ẩm hết nổi rồi. Ăn mau lớn bạn có sức mà bạn chăm sóc làm sao. Ổng hả, không mặn được mà ổng ra thế gì cũng kỹ. Ngứa người ngay. Hôm qua ba cái bè dỗ ở nhà dưới ổng dở tầm. Hả? Ông ra tiệm dở, ra chẳng dở. Ông cao rồi.
có tay cũng dở nè. Nhưng ngày xưa không làm được, còn giờ vậy thì cứ ông đó, mà đừng cái chỗ xăng dùm dùm ông cả đó, ông kêu không biết là banh cái đống đất ra cho nó bằng thẳng, mình sáng nó banh rồi. Ngày xưa mà giờ mà ông khỏe ông tự ông làm chứ ông đâu cần thiết phải kêu ai phải không? Chị mua hả? Chị mua đi làm từ thiện cho chị nấu cơm, nhà bà nói không đặt ấy rồi, đi nấu cơm này gạo đâu có nở con người đâu đặt nhiều gạo nở nó không có nhiều á, tới tôi bồi trên nó ủ gạo sao mà sao nó không nở. Rồi ông nấu cái này hay sao à? Nước hay ngon không? Ăn thịt vô sớt hả? Ăn đại vô sớt, ăn trên ơi. Ăn ngon vậy, ăn trên ơi. Con miệng ăn đại. Đại, có lâu ăn bữa cho ngon. Hết thì không chịu. Lâu lâu xuống nhà có sáng ăn cơm cũng ngon ghê nha. Ừ. Vậy á, ăn đại. Đi ăn cơm đâu ngon lắm, nhà mình ăn không đại chứ mà đi tới nhà ăn cơm ngon lắm. Nó cơm thả nhìn chứ không đó. Không đó thiệt luôn. Không đó hả? Nhà uống gấu ngủ cốc tới giờ. Thế hả? Uống mấy viên thuốc. Và kia thấy cô Sáu ít mua cơm sống rồi vậy? Không? Cũng ăn mà đều ít đó. Cô đi âm thức dậy sớm qua bên bên đồng á, mua rau. Ai bán không? Hôm nay cô mua vô leo của bà Hải Thiện, bà xách cho bà bán vô leo ngon hết. Ừ, như bác Hai cũng có bán gì vậy? Mà bãi đâu có bán đâu mua. Vô leo bán 12 ngàn ký, qua 1 kg gà 5 ký. Còn mấy cô đi bộ xuống gần chùa Long Bình cũng có chỗ bán đó. Ừ. Đi bộ xuống tợ giống như tập thể dục chứ có gì đâu. Chỗ đó là nó bán rau cá đầy đủ luôn sao? Ừ. Khoai lang rồi bí vợ, nói chung là đầy đủ luôn á. Bởi kẹt kẹt sau này mới nhỏ nó bán nó quạo quạo á. Nó không vui vẻ gì cả. Chỗ mình nó bán không? Xuống. Ủa chưa tới. Còn có tên này. Còn nếu không thì đi ra ngoài anh Dương. Ừ. Dương bán dầu rồi. Ừ. Cái chùa lên chút cái gì. Chưa tới chỗ à? Còn mấy ra ngoài anh Dương. Bán ra chỗ gần mà chỗ gãy phải không? Con hồ con hai tường má ơ đúng rồi. Cho cái ba được cái xuống chút á. Trời ơi, từ đây cô đi bộ ra anh Dương chút xíu vậy trời ơi, đi giống như tập thể dục. Họ nói gán vận động đi, vận động là nó khỏe à. Đi đây đó là nó khỏe luôn. Rồi ăn cơm vậy ngon quá. Không ra anh Dương có gì đâu. Đi bộ không chứ có đi. Ừ. Đi xe đạp không được thì đi bộ. Ủa cô Sáu đó không có biết tập xe hay gì hả? Cha cũng đâu biết tập đâu, hồi đó ông về bển ông mới chạy mà ông tập đó. Ờ quên á, vừa tập sao mà gãy hàm răng quên lại. Tập đi gì? Cầu mà cầu Bình Nguyên á. Bậy đó đi với Chiến, nhậu. Bậy đi nhậu với ông Tư Chiến rồi gãy hàm răng rớt xuống sông gãy hàm răng. Tư Chiến á. Chú Tư á. Đi lên nhà mà mới biết chạy rồi đó. Gì ba hai nho á, lên hai nho á. Nhậu xịn. Lúc hai thằng chạy gì đây, Chiến cũng chạy. Về. Về cái tô người ta bắt thường nhiêu tiền nữa đó. Nhớ một lần ngay chỗ cái đường như nhà Dương Hai trước cửa đó hình như có cây cầu không mà. Ngay trong chung tôi chiến một lần nhớ ơi cô Sáu. Có cây cầu. Có cây cầu chéo phải không? Mà đều lùng ha, cái cầu không biết hình đó có hình như cây cầu đó cầu cây hay gì. Ờ đúng rồi, con nhớ là cầu cây rồi anh như chú Hiền hay gì á, đi là rớt xuống sông nè. Lâu lắm rồi. Ừ, nhớ nhớ mày mãi nhớ rồi. Dạ xin xong con về. Lâu lắm à. ông mới chạy cái ông chạy cái thấy người ta quấn quán cái ông bò. Bòi nè gãy hết mấy cái răng. Bây giờ hàm răng giờ vậy luôn. Ừ. Tại vụ đó bây giờ chứ thôi đâu có ấy đâu. À là tại vụ đó luôn mà mới sợ chắc sẽ đẹp đó hả? Không ăn được. Giống như quen rồi phải không? Không lắm rồi. Không có đạn không được. Cha cũng có hàm răng nhưng mà tại vì hàm răng nó bị những độn nú hay sao? Cơm nước cơm rồi sao? Nó teo quá rồi, cơm mấy 20 năm rồi chồng không ăn được. Có chi gì mới. Chồng ăn được. Hôm nay bữa cơm quá ngon. Nay cơm ngon không sao? Ừ. Phải lâu lâu này cái mình đi chỗ này chỗ kia ăn bữa vậy chứ nó ngon ha. Chứ ăn cơm nhà ăn không nổi. Rồi thì một lần nữa thì cũng thay mặt gia đình thì con cũng xin cảm ơn cô chú Thông rất là nhiều đã tài trợ cho gia đình con được cái bữa cơm ngon ngày hôm nay. Con cũng xin chúc cô chú và gia đình được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và dạng sự như ý. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại. Bye bye. Bye bye bà con. Bye bye.